Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái máy bay điều khiển từ xa siêu nhỏ của bên Lazada vừa mình mới đặt hàng, thì họ có chuyển về cho mình. Đây, để xem bên trong này các bạn nhìn này, 160 kg cả ship của nó thì có 140.000 thôi, phí ship của nó 20.000, vậy là tổng cộng tất cả các thứ là 160.000 các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ bóc cái kiện hàng đấy nhé, để sâu bên trong xem nó có những cái gì nhé. Thì mình cái máy bay này là mình mua là với cái giá 140.000 cộng với phí ship 20.000 từ Hà Nội về là 160.000 các bạn. À, giá cũng rẻ thôi. Đây, các bạn xem. Cái này mình cũng rất là bắt mắt các bạn nhé. Đấy. Đây nào. Đây nó có phần mô tả này các bạn này. Đây là hình dạng của cái máy bay này, bên ngoài này. Đây là phần mô tả của cái điều khiển này. Vẫn cấm trẻ em từ 0 đến 3 tuổi các bạn ạ. Đây là cái kiểu cấm từ 0 đến 3 tuổi này mình không hiểu sao nhé. Nếu như mà các trẻ em bây giờ từ khoảng 2 3 tuổi nó rất là nghịch ngợm, mà các bậc phụ huynh người ta hay mua cho các bé ấy, thì người ta nhìn cái cảnh báo này người ta sẽ không mua thì sao. Nên mình thấy cái cảnh báo này là không hợp lý lắm đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bóc hộp bên trong ra nhé các bạn nhé. Cái gì đây? Thấy rõ các bạn, chỉ có thể này các bạn này. Nó buộc vào đây các bạn này. Đấy, nó buộc vào chống xô này. Đấy, mình tháo cái này nó ra các bạn. Lần đầu đập hộp mình chả biết như thế nào đâu các bạn, chả biết sử dụng cái máy bay này kiểu gì đây ta. Ý là ủa nhỏ như này thì pin nó chạy nắp ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Thôi xong rồi, có khi bị lừa rồi. Để xem cái hướng dẫn nào. Ô đù. Không biết gì nữa các bạn ạ. Cài đặt thử mình thấy cái cánh quạt đằng sau này. À, không có dây điện, không có dây điện luôn các bạn. Kệ nó, thì mình thử xem cái điều khiển này để xem là nó đây à. Ôi, tự nhiên lại là phải đi kiếm pin và tua vít các bạn. Ok nha các bạn nhá, mình đã kiếm được pin và cái tua vít rồi. Bây giờ mình sẽ thử tháo cái này ra để lắp pin vào. Thử cứ khiển thử xem là cái máy bay này nó hoạt động như nào, nhưng mà mình nói thật là mình đang dốt cái khoản này, xét này quá. Thực ra là lần đầu mới mình không biết nên đâm ra phải xem từ từ xem như thế nào đã.
Các bạn lắp pin này, lắp nhớ cho nó đúng chiều vậy nhá, không nó lại không hoạt động đâu. Này có khi là phải kiện Lazada. Nó mà không chạy khi kiện thật thì các bạn ạ. Bán hàng lừa đảo này. Ái chà. Sao ta? Đây nó có một cái rắc này, mình không hiểu là cái rắc gì này. Các bạn nhìn này. Đấy. Còn cái này quá. Nhưng mà cái này mình không biết được pin ở đâu các bạn. Nó bay hết pin thì sao nhỉ? Cái rắc này mình chả hiểu nó là cái rắc gì thì tìm kiểu ra sao nhá. Bây giờ mình sẽ test để xem nó có chạy không các bạn ạ. Cái nút này là nút công tắc này. Đấy, nó nhảy đèn này. Đấy, nè. Cái nút này là nút công tắc này. Đấy, nè. Đấy, mình lật đầu này. Đấy, xem nào. Check. Ấy à, giật mình các bạn ạ. Cái gì đây? Quá. Đủ rồi, tắt đi đã các bạn ạ, để tí nữa mình mang ra ngoài vườn hoa để mình test, chứ ở trong đây nhà mình nó chật nên mình không thể test được. Bây giờ mình thử xem là cái này nó là cái rắc gì thì không biết, phụ kiện của nó thì không còn cái gì các bạn. Đấy. Đấy, các bạn nhìn xem này. Cái này không biết pin nó ở đâu ấy các bạn. Kệ nó, bây giờ mình mang đi mình test xong rồi về mình tháo ra mình xem kiểm tra thử bên trong nó có như thế nào các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ test con máy bay để ở bên ngoài nhà trời nhá, để xem là nó có bay được không các bạn nhá. Mình khởi động nguồn nhá các bạn nhá. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ test thử nhá. Các bạn xem này. Nguồn đã bật rồi này. Đấy, hình như mà nó hình như là nó cái mức độ khoảng cách bắt sóng khiển của nó có vẻ là hơi bị ngắn các bạn ạ. Nên bây giờ mình sẽ thử dí sát vào trong nhá các bạn nhá. Mình sẽ test lại một lần nữa nha các bạn nhé. Đây, các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ thử đi xa 10 mét thử xem là sao là mình có khiển được cái con đấy nó bay lên không. Yếu các bạn ạ. Đúng là đổ rẻ tiền có khác các bạn. Rồi, bắt sóng có rất là ngắn nên đơn ra là
khiển nó máy bay nó cứ bay lên cao độ khoảng 5-10 mét cái là nó mất sóng luôn các bạn. Với lại khi mình khiển ấy thì là cái đèn đây này, đấy, nó phải chĩa vào của nó, chứ nếu mà không chĩa vào nó thì các bạn để xa có 2 mét thôi nó không bắt được. Đây là mình quay lên nhá, đấy, mình quay lên này, mình đang khiển lên này, đấy, không lên được nhưng mình chĩa vào đây cái lên này, đấy, đồ rẻ tiền như thế cứ phải chĩa cái đầu này nó vào cái mắt này này, đấy, nó vào cái con máy bay này. Trời mưa rồi các bạn ạ, mình test lại một lần nữa rồi mình về nhé các bạn nhé, mưa rồi chạy không kịp. À, nó không lên được các bạn, mà mình cũng không thấy cái pin của nó ở chỗ nào cả đấy, đâm ra tí về mình thì mổ xẻ cái pin thì sẽ nặng mà. Rồi các bạn ạ, trời mưa rồi, mình đi về, mưa to tí này là nó ướt này. Đồ rẻ tiền nó chỉ đến thế thôi các bạn, 140.000 nhé các bạn nhé. Cái này tháo ra kiểu gì đây, mình không thấy cái pin nó luôn các bạn ạ. À, đây là một cái công tắc bé xíu xíu. Ui, nó dẻo, nó mềm. À, đủ. Pin nữa đây các bạn ạ. Đấy, 3,7V các bạn ạ. Đấy. Cái này của nó có hai cái motor các bạn. Đây nào, mình tháo ra xem nào. Đây là cái vi mạch nó các bạn nha. Con này chỉ có lên xuống thôi các bạn ạ. Trái phải trái là không có các bạn. Đây là cái pin của nó này. Đấy, đây là hai cái motor này. Motor thì nó cài gen vào trong đây rồi các bạn, nên mình sẽ không tháo ra được các bạn. Thế nào? Ủa, nó nắp kiểu gì ta? Đấy, rất đơn giản đấy bạn. Đây là cái vi mạch này, điều khiển này, rất là nhỏ xíu này. Đấy, đây là cái mắt thần của nó này, nhỏ này. Đây là trung tâm điều khiển này, rất đơn giản các bạn, đúng là rẻ tiền các bạn. Đấy. Sao còn cái thằng điều khiển này tại sao là cái trái phải trái và nó không lên được này? Đồ rẻ tiền nó khác. Hai cái nút này nó là cái nút gì ta? Cái này mình đắp lại. Hai cái nút này không có tác dụng gì các bạn ạ. À, chỉ có mỗi nút lên và xuống thôi. À, mỗi gọi là khởi động động cơ thôi chứ còn chả có cái tác dụng gì. Đây là làm lấy mã đây này. Đấy, các bạn xem này.
Nói chung là đồ rẻ tiền nó chỉ thế thôi các bạn nhé. 140.000 nó chỉ có vậy thôi. Nên muốn xài loại đẹp, loại ngon thì chắc là các bạn phải thêm tiền ở trên loại này thì mua về nên là chỉ hàng mã. Ok, vậy là mình vừa mới lại mổ xẻ cái con máy bay điều khiển từ xa giá rẻ 140 kg, cộng với phí ship là 160.000 nha các bạn nhé, mua trên Lazada ấy. Cái máy bay này gọi là mình mua về mình nghịch ngợm thôi, chứ còn nếu mà nói để mua về phí tiền các bạn, ta dùng tiền đấy để dùng việc khác các bạn nhé. Còn bây giờ mình xin dừng clip tại đây. Nên cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình để tới này mình còn ra nhiều clip hay hơn nữa. Vâng, mình một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến clip của mình. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp bạn.